À, vâng, shop em lại gửi lời chào là kính chúc toàn thể các bác anh em đam mê đi săn ong, các bác đi cưa gỗ, anh em đi rừng. Hôm nay thì em tiếp tục giới thiệu đến các bác những mẫu guốc trèo cây, hay các bác còn gọi là dụng cụ hỗ trợ anh em trèo cây, để phục vụ trong đến cái mùa lấy ươi cũng như các mùa săn ong sắp tới. Thì bên em hôm nay lại tiếp tục giới thiệu đến các bác một cái video ngắn giới thiệu cho các bác anh em đam mê đi rừng một cái mẫu guốc trèo cây dây đai bảo hiểm để phục vụ anh em trèo cây nhé. Thì đầu tiên cũng xin giới thiệu sơ qua về cái phương thức giao dịch bên em. Để anh em mua bán vui vẻ thành công, các bác điện trực tiếp theo hai số điện thoại chính của shop để đặt hàng. Shop em mà luôn luôn giao hàng tận nhà, nhận hàng các bác độc quyền kiểm tra hàng đúng sản phẩm, các bác thanh toán tiền nhá. Như thấy trên hình đây, bên em thì bán rất nhiều sản phẩm. Đấy, thì ngoài ngũ mẫm những guốc trèo cây hay là quần áo bắt ong rừng hay là những ống nhòm săn ong thì bên em bán đầy đủ anh em nhé. Hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho các bác tham khảo những bộ dụng cụ hỗ trợ anh em trèo cây. Đầu tiên sẽ giới thiệu đến các bác một cái mẫu guốc trèo cây 4 đinh anh em nhé. 4 đinh có nghĩa là mỗi một bên này có 4 đinh, 1, 2, 3, 4, 4 đinh. Mẫu này thì nó có chân trái và chân phải anh nhé. Và đi kèm cho các bác là hai cái dây như này. Đấy, dây này dây bằng dây nhựa anh em nhé, dây nhựa. Đấy, hàng là hàng của Trung Quốc anh em nhé, hàng nhập khẩu Trung Quốc 100%. Mẫu này là bên em đang bán cho các bác giá là 250.000 đồng một bộ anh em nhé, 250 một bộ, 250.000 đồng một bộ, bao ship tận nhà cho nha. Guốc trèo cây 4 đinh luôn nhá. Tiếp theo sẽ là giới thiệu đến các bác là một cái mẫu guốc trèo cây 2 đinh. Thì cũng có chân trái chân phải anh em nhá. Đây là chân trái chân phải này. Khung của nó bằng thép anh em nhá, khung bằng thép. Đấy, đinh của nó đinh tròn và bên em đã mài nhọn, đinh bằng inox anh em nhá, chất bằng đinh bằng inox và đã hàn tĩnh điện vào đây rồi. Mẫu này thì phục vụ anh em đam mê đi rừng săn ong hay là các bác đi trèo cây ươi nhá. Giá là 300.000 đồng anh em nhé, 300.000 đồng một bộ, bao ship tận nhà cho anh em. Có dây để các bác buộc vào chân rồi anh em nhé. Đấy, mẫu này anh em mua rất là nhiều. Đấy, giá bình dân hợp túi tiền, 300.000 đồng một bộ, bao ship tận nhà cho anh em nhé. Tiếp theo là một cái mẫu guốc trèo cây 2 đinh cũng bằng inox 100% nhá. Đấy, khung của nó cũng bằng inox 6 ly và đinh của nó cũng bằng inox. Đinh này là đinh hai đinh, cái này là tiện anh em nhé. Đấy, đinh của nó là bằng inox và tiện là đinh dẹp anh em nhé, đinh dẹp này. Đấy, cái này thì 450 một bộ anh em nhé, 450 đồng một bộ, bao ship tận nhà cho nhá. Và tiếp theo sẽ giới thiệu đến các bác một cái mẫu guốc trèo cây một đinh nhá, một đinh khung bằng inox 100% nhá. Đấy, khung này cũng bằng inox này và đinh cũng bằng inox, mài dẹp anh nhá, mài dẹp như này. Đấy, cái này là gọi đi guốc trèo cây một đinh nhá, giá cũng là 450.000 đồng một bộ anh em ạ. Đấy, 450.000 đồng một bộ anh em nhá. Đấy, bao ship cho nha. Và tiếp theo sẽ giới thiệu đến các bác là một cái mẫu dây đai bảo hiểm anh nhá, dây đai bảo hiểm. Đấy, dây đai bảo hiểm này thì bên em đang bán với giá là 150.000 đồng một bộ anh em nhá. Đấy, một bộ như này. Cái này là dài 1m6 anh em nhá. Đấy, đây là khóa nhỏ. Đấy, trọng tải là 1 tấn mốt nhá. Đấy, dây của hàng Thăng Long, đấy, xịn sò. Còn cái dây khóa to này thì là bên em đang bán 200.000 đồng rồi nhá, 200.000 đồng một bộ, bao ship tận nhà cho nhá. Cũng là dây của Thăng Long, trọng tải 1 tấn mốt nhá. Đấy, các bác thiếu sản phẩm nào thì alo trực tiếp bên em sẽ gửi hàng cho anh em tận nhà anh em nhá. Đấy, ngoài những mẫu guốc trèo cây này thì bên em còn bán rất nhiều mẫu quần áo bắt ong rừng hay là ống nhòm săn ong rồi nhá, ống nhòm săn ong. Đấy, và tất cả những sự kiện anh em đam mê đi rừng nhé. Một cái video rất là ngắn thôi. Em xin chào, tạm biệt các bác. Hẹn gặp lại các bác trong video lần sau. Các bác xem video thì có thể cho em xin một like, một đăng ký kênh và chia sẻ anh em bạn bè cùng biết ạ. Xin chào, tạm biệt các bác ạ.